1412 Người nào cõi nào chẳng phải đang trừ tà kiến tùy miên thì người ấy cõi ấy chẳng phải đang trừ hoài nghi tùy miên phải chăng? Phải rồi. Hay là người nào cõi nào chẳng phải đang trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy cõi ấy chẳng phải đang trừ tà kiến tùy miên phải chăng? Phải rồi. 1413 Người nào cõi nào chẳng phải đang trừ hoài nghi tùy miên Thì người ấy cõi ấy chẳng phải đang trừ hữu ái tùy miên phải chăng Bực tề toàn đạo chí thượng Người sắc giới, vô sắc giới với những cõi ấy Chẳng phải đang trừ hoài nghi tùy miên Mà người ấy, cõi ấy đang trừ hữu ái tùy miên. Chỉ người dục giới tam thọ và bất liên quan luân hồi với những cõi ấy, chẳng phải đang trừ hoài nghi tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ hữu ái tùy miên. Nếu trừ bậc tề toàn đạo trí thượng và người thứ tám, còn tất cả người ngoài ra đó với những cõi ấy, chẳng phải đang trừ Hoài nghi Tùy Miên và cũng chẳng phải đang trừ hữu ái Tùy Miên. Hay là người nào cõi nào chẳng phải đang trừ hữu ái Tùy Miên thì người ấy cõi ấy chẳng phải đang trừ hoài nghi Tùy Miên phải chăng? Người thứ tám nơi dục giới Tam Thọ và người sắc giới, vô sắc giới với những cõi ấy chẳng phải đang trừ hữu ái tùy miên mà người ấy cõi ấy đang trừ hoài nghi tùy miên chỉ người bất liên quan luân hồi với những cõi ấy chẳng phải đang trừ hữu ái tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ hoài nghi tùy miên nếu trừ bậc tề toàn đạo chí thượng và người thứ tám còn tất cả người ngoài ra đó với những cõi ấy chẳng phải đang trừ hữu ái tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ hoài nghi tùy miên. Người nào cõi nào chẳng phải đang trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy cõi ấy chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên phải chăng? Bực tề toàn đạo trí thượng nơi dục giới tam thọ và người sắc giới vô sắc giới với những cõi ấy chẳng phải đang trừ hoài nghi tùy miên mà người ấy cõi ấy đang trừ vô minh tùy miên chỉ người bất liên quan luân hồi với những cõi ấy chẳng phải đang trừ hoài nghi tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên nếu trừ bậc Tề toàn đạo chí thượng và người thứ tám còn tất cả người ngoài ra đó với những cõi ấy chẳng phải đang trừ hoài nghi tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ phẫn nhuế tùy miên hay là người nào cõi nào chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên thì người ấy cõi ấy chẳng phải đang trừ hoài nghi tùy miên phải chăng người thứ tám nơi dục giới tam thọ và bậc sắc giới vô sắc giới với những cõi ấy, chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên, mà người ấy cõi ấy đang trừ hoài nghi tùy miên. Chỉ người bất liên quan luân hồi với những cõi ấy, chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ hoài nghi tùy miên. Nếu trừ bậc tề toàn đạo chí thượng và người thứ tám, còn tất cả người ngoài ra đó với những cõi ấy chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ hoài nghi tùy miên. 1414 Người nào cõi nào chẳng phải đang trừ hữu ái tùy miên thì người ấy cõi ấy chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên phải chăng bực tề toàn đạo chí thượng nơi dục giới tam thọ với những cõi ấy chẳng phải đang trừ hữu ái tùy miên mà người ấy cõi ấy đang trừ vô minh tùy miên chỉ người bất liên quan luân hồi với những cõi ấy chẳng phải đang trừ hữu ái tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên. Nếu trừ bậc Tề toàn đạo chí thượng, còn tất cả người ngoài ra đó với những cõi ấy chẳng phải đang trừ hữu ái tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên. Hay là người nào cõi nào chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên thì người ấy cõi ấy chẳng phải đang trừ hữu ái tùy miên phải chăng? Phải rồi. 1415 Người nào cõi nào chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên, thì người ấy cõi ấy chẳng phải đang trừ ngã mạng tùy miên phải chăng? Bực tề toàn đạo chí thượng nơi dục giới nhị thọ, và người sắc giới vô sắc giới với những cõi ấy chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên phẫn nhuế tùy miên mà người ấy cõi ấy đang trừ ngã mạng tùy miên chỉ người khổ thọ và bậc bất liên quan luân hồi với những cõi ấy chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên với phẫn nhuế tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ ngã mạng tùy miên nếu trừ hai bậc tề toàn đạo còn tất cả người ngoài ra đó với những cõi ấy chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên với phẫn nhuế tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ ngã mạng tùy miên hay là người nào cõi nào chẳng phải đang trừ ngã mạng tùy miên thì người ấy cõi ấy chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Bực tề toàn đạo bất lai và người khổ thọ với những cõi ấy, chẳng phải đang trừ ngã mạng tùy miên với dục ái tùy miên, mà người ấy cõi ấy đang trừ phẫn nhuế tùy miên. Người dục giới nhị thọ với những cõi ấy, chẳng phải đang trừ ngã mạn tùy miên với phẫn nhuế tùy miên mà người ấy cõi ấy đang trừ dục ái tùy miên người sắc giới vô sắc giới và bậc bất liên quan luân hồi với những cõi ấy chẳng phải đang trừ ngã mạn tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên với phẫn nhuế tùy miên nếu trừ hai bậc tề toàn đạo tất cả người ngoài ra với những cõi ấy chẳng phải đang trừ ngã mạng tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên với phẫn nhuế tùy miên người nào cõi nào chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên thì người ấy cõi ấy chẳng phải đang trừ tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên phải chăng? Người thứ tám nơi dục giới tam thọ và người sắc giới, vô sắc giới với những cõi ấy, chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên với phẫn nhuế tùy miên, mà người ấy cõi ấy đang trừ hoài nghi tùy miên. Người bất liên quan luân hồi với những cõi ấy chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên với phẫn nhuế tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ hoài nghi tùy miên. Nếu trừ bậc tề toàn đạo bất lai và người thứ tám, còn tất cả người ngoài ra đó với những cõi ấy, chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên với phẫn nhuế tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ hoài nghi tùy miên. Hay là người nào cõi nào chẳng phải đang trừ hoài nghi tùy miên, thì người ấy cõi ấy chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Bực tề toàn đạo bất lai và người khổ thọ với những cõi ấy, chẳng phải đang trừ hoài nghi tùy miên với dục ái tùy miên, mà người ấy cõi ấy đang trừ phẫn nhuế tùy miên. Người dục giới nhị thọ với những cõi ấy chẳng phải đang trừ hoài nghi tùy miên với phẫn nhuế tùy miên, mà người ấy cõi ấy đang trừ dục ái tùy miên. Người sắc giới, vô sắc giới và bất liên quan luân hồi với những cõi ấy chẳng phải đang trừ hoài nghi tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên với phẫn nhuế tùy miên. Nếu trừ bậc tề toàn đạo bất lai và người thứ tám, còn tất cả người ngoài ra đó với những cõi ấy, chẳng phải đang trừ hoài nghi tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên với phẫn nhuế tùy miên người nào cõi nào chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên thì người ấy cõi ấy chẳng phải đang trừ hữu ái tùy miên phải chăng Bực Tề toàn đạo chí thượng nơi sắc giới, vô sắc giới với những cõi ấy chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên mà người ấy cõi ấy đang trừ hữu ái tùy miên. Người dục giới tam thọ và bậc bất liên quan luân hồi với những cõi ấy chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên với phẫn nhuế tùy miên và chẳng phải đang trừ hữu ái tùy miên. Nếu trừ hai bậc tề toàn đạo còn tất cả người ngoài ra đó với những cõi ấy chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên với phẫn nhuế tùy miên và chẳng phải đang trừ hữu ái tùy miên. Hay là người nào cõi nào chẳng phải đang trừ hữu ái tùy miên thì người ấy cõi ấy chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Bực tề toàn đạo bất lai và người khổ thọ với những cõi ấy chẳng phải đang trừ hữu ái tùy miên với dục ái tùy miên, mà người ấy cõi ấy đang trừ phẫn nhuế tùy miên. Người dục giới nhị thọ với những cõi ấy chẳng phải đang trừ hữu ái tùy miên với phẫn nhuế tùy miên, mà người ấy cõi ấy đang trừ dục ái tùy miên. Người sắc giới, vô sắc giới, và bất liên quan luân hồi với những cõi ấy, chẳng phải đang trừ hữu ái tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên với phẫn nhuế tùy miên. Nếu trừ hai bậc tề toàn đạo, còn tất cả người ngoài ra đó với những cõi ấy, chẳng phải đang trừ hữu ái tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên với phẫn nhuế tùy miên. Người nào cõi nào chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên, thì người ấy cõi ấy chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên phải chăng? Bực tề toàn đạo chí thượng nơi dục giới tam thọ và sắc giới, vô sắc giới với những cõi ấy, chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên với phẫn nhuế tùy miên mà người ấy cõi ấy đang trừ vô minh tùy miên người bất liên quan luân hồi với những cõi ấy chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên với phẫn nhuế tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên nếu trừ hai bậc tề toàn đạo còn tất cả người ngoài ra đó với những cõi ấy chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên với phẫn nhuế tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên. Hay là người nào cõi nào chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên thì người ấy cõi ấy chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Bực tề toàn đạo bất lai và người khổ thọ với những cõi ấy chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên với dục ái tùy miên mà người ấy cõi ấy đang trừ phẫn nhuế tùy miên. Người dục giới nhị thọ với những cõi ấy chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên với phẫn nhuế tùy miên. Còn người dục giới nhị thọ với những cõi ấy, chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên với phẫn nhuế tùy miên, mà người ấy cõi ấy đang trừ dục ái tùy miên. Người sắc giới, vô sắc giới và bậc bất liên quan luân hồi với những cõi ấy, chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên, và cũng chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên với phẫn nhuế tùy miên. Nếu trừ hai bậc tề toàn đạo, còn tất cả người ngoài ra đó với những cõi ấy, chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên với phẫn nhuế tùy miên. 1416 Người nào cõi nào chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạng tùy miên, thì người ấy cõi ấy chẳng phải đang trừ tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên phải chăng. Người thứ tám nơi dục giới tam thọ, người sắc giới, vô sắc giới với những cõi ấy, chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên phẫn nhuế tùy miên và ngã mạng tùy miên mà người ấy cõi ấy đang trừ hoài nghi tùy miên người bất liên quan luân hồi với những cõi ấy chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên phẫn nhuế tùy miên với ngã mạng tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ hoài nghi tùy miên nếu trừ hai bậc tề toàn đạo và người thứ tám còn tất cả người ngoài ra đó với những cõi ấy chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên phẫn nhuế tùy miên với ngã mạng tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ hoài nghi tùy miên hay là người nào cõi nào chẳng phải đang trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy cõi ấy chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên phẫn nhuế tùy miên và ngã mạng tùy miên phải chăng bực tề toàn đạo bất lai và người khổ thọ với những cõi ấy chẳng phải đang trừ hoài nghi tùy miên dục ái tùy miên và ngã mạng tùy miên mà người ấy cõi ấy đang trừ phẫn nhuế tùy miên. Người dục giới nhị thọ với những cõi ấy chẳng phải đang trừ hoài nghi tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạng tùy miên, mà người ấy cõi ấy đang trừ dục ái tùy miên. Người sắc giới, vô sắc giới và bậc bất liên quan luân hồi với những cõi ấy chẳng phải đang trừ hoài nghi tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạng tùy miên. Bậc tề toàn đạo chí thượng nơi dục giới nhị thọ và người sắc giới vô sắc giới với những cõi ấy chẳng phải đang trừ hoài nghi tùy miên, dục ái tùy miên, và phẫn nhuế tùy miên mà người ấy cõi ấy đang trừ ngã mạng tùy miên người khổ thọ và bậc bất liên quan luân hồi với những cõi ấy chẳng phải đang trừ hoài nghi tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên phẫn nhuế tùy miên và ngã mạng tùy miên nếu trừ hai bậc tề toàn đạo và người thứ tám. Còn tất cả người ngoài ra với những cõi ấy chẳng phải đang trừ hoài nghi tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạng tùy miên. Người nào cõi nào chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạng tùy miên thì người ấy cõi ấy chẳng phải đang trừ hữu ái tùy miên phải chăng? Phải rồi. Hay là người nào cõi nào chẳng phải đang trừ hữu ái tùy miên thì người ấy cõi ấy chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạng tùy miên phải chăng? Bực tề toàn đạo bất lai người khổ thọ với những cõi ấy chẳng phải đang trừ hữu ái tùy miên, dục ái tùy miên và ngã mạng tùy miên, mà người ấy cõi ấy đang trừ phẫn nhuế tùy miên. Người nơi dục giới nhị thọ với những cõi ấy chẳng phải đang trừ hữu ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạng tùy miên, mà người ấy cõi ấy đang trừ dục ái tùy miên người sắc giới vô sắc giới và bậc bất liên quan luân hồi với những cõi ấy chẳng phải đang trừ hữu ái tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên phẫn nhuế tùy miên và ngã mạng tùy miên bậc tề toàn đạo chí thượng nơi dục giới nhị thọ với những cõi ấy chẳng phải đang trừ hữu ái tùy miên dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên mà người ấy cõi ấy đang trừ ngã mạng tùy miên người khổ thọ và bậc bất liên quan luân hồi với những cõi ấy chẳng phải đang trừ hữu ái tùy miên và chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạng tùy miên. Nếu trừ hai bậc tề toàn đạo, còn những người ngoài ra với tất cả cõi ấy, chẳng phải đang trừ hữu ái tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạng tùy miên. Người nào cõi nào chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạng tùy miên, thì người ấy cõi ấy chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên phải chăng? Bực tề toàn đạo chí thượng, người khổ thọ với những cõi ấy, chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, và ngã mạng tùy miên mà người ấy cõi ấy đang trừ vô minh tùy miên người bất liên quan luân hồi với những cõi ấy chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên phẫn nhuế tùy miên với ngã mạng tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên nếu trừ hai bậc tề toàn đạo còn tất cả người ngoài ra đó với những cõi ấy chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên với ngã mạng tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên. Hay là người nào cõi nào chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên thì người ấy cõi ấy chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên phải chăng? Bực tề toàn đạo bất lai và người khổ thọ với những cõi ấy chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên, dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên mà người ấy cõi ấy đang trừ phẫn nhuế tùy miên người dục giới nhị thọ với những cõi ấy chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên mà người ấy cõi ấy đang trừ dục ái tùy miên người sắc giới vô sắc giới và bậc bất liên quan luân hồi với những cõi ấy chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên. Nếu trừ hai bậc tề toàn đạo, còn những người ngoài ra đó với những cõi ấy chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên với ngã mạn tùy miên. 1417 Người nào cõi nào chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên, thì người ấy cõi ấy chẳng phải đang trừ hoài nghi tùy miên phải chăng? Phải rồi. Hay là người nào cõi nào chẳng phải đang trừ hoài nghi tùy miên, thì người ấy, cõi ấy, chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên phải chăng? Bực tề toàn đạo bất lai, người khổ thọ với những cõi ấy, chẳng phải đang trừ hoài nghi tùy miên, dục ái tùy miên, ngã mạn tùy miên, và tà kiến tùy miên mà người ấy cõi ấy đang trừ phẫn nhuế tùy miên người dục giới nhị thọ với những cõi ấy chẳng phải đang trừ hoài nghi tùy miên phẫn nhuế tùy miên ngã mạng tùy miên và tà kiến tùy miên mà người ấy cõi ấy đang trừ dục ái tùy miên người sắc giới, vô sắc giới và bậc bất liên quan luân hồi với những cõi ấy chẳng phải đang trừ hoài nghi tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạng tùy miên và tà kiến tùy miên. Bậc tề toàn đạo chí thượng nơi dục giới nhị thọ, người sắc giới, vô sắc giới với những cõi ấy chẳng phải đang trừ hoài nghi tùy miên dục ái tùy miên phẫn nhuế tùy miên và tà kiến tùy miên mà người ấy cõi ấy đang trừ ngã mạng tùy miên người khổ thọ và bậc bất liên quan luân hồi với những cõi ấy chẳng phải đang trừ hoài nghi tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạng tùy miên, với tà kiến tùy miên. Nếu trừ hai bậc tề toàn đạo và người thứ tám, còn tất cả người ngoài ra đó với những cõi ấy, chẳng phải đang trừ hoài nghi tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạng tùy miên, và tà kiến tùy miên. 1418 Người nào cõi nào chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạng tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên, thì người ấy cõi ấy chẳng phải đang trừ hữu ái tùy miên phải chăng? Phải rồi. Hay là người nào cõi nào chẳng phải đang trừ hữu ái tùy miên, thì người ấy cõi ấy chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên phải chăng? Người thứ tám nơi dục giới tam thọ và sắc giới vô sắc giới với những cõi ấy Chẳng phải đang trừ hữu ái tùy miên, dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạng tùy miên. Mà người ấy cõi ấy đang trừ tà kiến tùy miên với hoài nghi tùy miên. Như người bất liên quan luân hồi với những cõi ấy, chẳng phải đang trừ hữu ái tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên phẫn nhuế tùy miên, ngã mạng tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên. Bậc tề toàn đạo bất lai, người khổ thọ với những cõi ấy, chẳng phải đang trừ hữu ái tùy miên, dục ái tùy miên, ngã mạng tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên mà người ấy cõi ấy đang trừ phẫn nhuế tùy miên người dục giới nhị thọ với những cõi ấy chẳng phải đang trừ hữu ái tùy miên phẫn nhuế tùy miên ngã mạng tùy miên tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên mà người ấy cõi ấy đang trừ dục ái tùy miên người sắc giới vô sắc giới và bậc bất liên quan luân hồi với những cõi ấy chẳng phải đang trừ hữu ái tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên phẫn nhuế tùy miên ngã mạng tùy miên tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên bậc tề toàn đạo chí thượng nơi dục giới nhị thọ với những cõi ấy chẳng phải đang trừ hữu ái tùy miên, dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên. Mà người ấy cõi ấy đang trừ ngã mạng tùy miên. Người khổ thọ và bậc bất liên quan luân hồi với những cõi ấy chẳng phải đang trừ hữu ái tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạng tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên. Nếu trừ hai bậc tề toàn đạo với người thứ tám, còn tất cả người ngoài ra đó với những cõi ấy, chẳng phải đang trừ hữu ái tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên phẫn nhuế tùy miên, ngã mạng tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên. Người nào cõi nào chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạng tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên. Thì người ấy cõi ấy chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên phải chăng Bực tề toàn đạo chí thượng và người khổ thọ với những cõi ấy chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên mà người ấy cõi ấy đang trừ vô minh tùy miên Người bất liên quan luân hồi với những cõi ấy chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên. Nếu trừ hai bậc tề toàn đạo và người thứ tám, còn tất cả người ngoài ra đó với những cõi ấy chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, với hoài nghi tùy miên, và cũng chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên. Hay là người nào cõi nào chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên, thì người ấy cõi ấy chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạng tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên phải chăng? Người thứ tám nơi dục giới tam thọ và sắc giới vô sắc giới với những cõi ấy chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên, dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạng tùy miên mà người ấy cõi ấy đang trừ tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên người bất liên quan luân hồi với những cõi ấy chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên phẫn nhuế tùy miên ngã mạng tùy miên tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên tề toàn đạo bất lai và người khổ thọ với những cõi ấy chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên dục ái tùy miên ngã mạng tùy miên tà kiến tùy miên hoài nghi tùy miên mà người ấy cõi ấy đang trừ phẫn nhuế tùy miên người dục giới nhị thọ với những cõi ấy chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên phẫn nhuế tùy miên ngã mạng tùy miên tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên mà người ấy cõi ấy đang trừ dục ái tùy miên người sắc giới vô sắc giới và bậc bất liên quan luân hồi với những cõi ấy chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên phẫn nhuế tùy miên, ngã mạng tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên. Nếu trừ hai bậc tề toàn đạo với người thứ tám, còn tất cả người ngoài ra đó với những cõi ấy, chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạng tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên. 1419 Người nào cõi nào chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạng tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên và hữu ái tùy miên thì người ấy, cõi ấy chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên phải chăng? Bực tề toàn đạo chí thượng và người khổ thọ với những cõi ấy chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạng tùy miên và tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên và hữu ái tùy miên. Mà người ấy, cõi ấy đang trừ vô minh tùy miên. Người bất liên quan luân hồi với những cõi ấy chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạng tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên, với hữu ái tùy miên, và cũng chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên. Nếu trừ hai bậc tề toàn đạo và người thứ tám, còn tất cả người ngoài ra đó với những cõi ấy Chẳng phải đang trừ Dục ái tùy miên Phẫn nhuế tùy miên Ngã mạng tùy miên Tà kiến tùy miên Hoài nghi tùy miên Với hữu ái tùy miên Và cũng chẳng phải đang trừ Vô minh tùy miên Hay là Người nào cõi nào Chẳng phải đang trừ Vô minh tùy miên thì người ấy cõi ấy chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên phẫn nhuế tùy miên ngã mạng tùy miên tà kiến tùy miên hoài nghi tùy miên và hữu ái tùy miên phải chăng người thứ tám nơi dục giới tam thọ và sắc giới vô sắc giới với những cõi ấy chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên dục ái tùy miên phẫn nhuế tùy miên ngã mạng tùy miên với hữu ái tùy miên mà người ấy cõi ấy đang trừ tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên người bất liên quan luân hồi với những cõi ấy chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên phẫn nhuế tùy miên ngã mạng tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên. Bậc tề toàn đạo bất lai và người khổ thọ với những cõi ấy, chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên, dục ái tùy miên, ngã mạng tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên và hữu ái tùy miên. Mà người ấy, cõi ấy đang trừ phẫn nhuế tùy miên người dục giới nhị thọ với những cõi ấy chẳng phải đăng trừ vô minh tùy miên phẫn nhuế tùy miên ngã mạng tùy miên tà kiến tùy miên hoài nghi tùy miên và hữu ái tùy miên mà người ấy cõi ấy đăng trừ dục ái tùy miên người sắc giới vô sắc giới và bậc bất liên quan luân hồi với những cõi ấy chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên phẫn nhuế tùy miên ngã mạn tùy miên tà kiến tùy miên hoài nghi tùy miên với hữu ái tùy miên nếu trừ hai bậc tề toàn đạo với người thứ tám còn tất cả người ngoài ra đó với những cõi ấy chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên với hữu ái tùy miên. Dứt phần trừ tùy miên.